Chào các bạn nhé. Hôm nay Shop sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm dây LED đom đóm sử dụng pin AA. Đây là sản phẩm dây LED đom đóm nhiều màu nhé. Nó có mấy màu cho các bạn. Thì đèn sẽ có hai chế độ. Ở đây có một chế độ nháy là on, là nó là chế độ sáng tất cả dây led này. Một chế độ flash là nó sẽ sáng chớp nháy này. Và chế độ tắt. Khi mua sản phẩm bên shop thì shop sẽ tặng kèm các bạn 3 cục pin nhé. Thì để các bạn chỉ việc cần lắp vào thôi. Sản phẩm sử dụng pin A con thỏ lên rất tiện cho các bạn trang trí lắp đặt ở những không gian mà không cần sử dụng đến nguồn điện. Sản phẩm mình sẽ bật lên này. Đây là chế độ đầu tiên này, thì nó là chế độ nháy này. Sản phẩm gồm 10 mét nhé, thì nó sẽ có rất nhiều cho các màu cho các bạn lựa chọn này. Mình chuyển sang chế độ màu nhé để cho các bạn nhìn rõ màu hơn này. Đó. Các bạn nhìn được rõ màu chưa? Nó có 4 màu nhé.